Trước khi hát, con xin chúc cô Trâm cùng Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc quận 10 và đặc biệt là dân nhân Kim Loan. Chị Loan cùng em đến trên từng cây số từ Hà Nội đến Mũi Cà Mau tới Sóc Trăng luôn. Và Ngọc Phượng hôm nay cũng rất là vinh dự lại được chúc mừng cho cháu ngoại của chị Loan được ngon ăn chóng lớn, bình an mạnh khỏe. Dạ, hôm nay là ngày 2 tháng 11, ngày rất là đẹp trời. Năm 2024 được tất cả quý vị đến đây ủng hộ cho cháu ngoại của chị Kim Loan là cháu Xuân Bảo được ngon ăn chóng lớn, thông minh, học giỏi, chăm ngoan và lớn lên sẽ là một người con ngoan của gia đình, trò giỏi của trường và một người thành đạt của đất nước. Dạ, xin chúc quý vị được vui khỏe, hạnh phúc ạ. Và Ngọc Phượng xin gửi bài hát đầu tiên mà Ngọc Phượng hát ở Đài Phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh của nghệ sĩ Tuấn Trúc Linh. Ba câu vọng cổ được trích trong bài Bông Bồn Bồn Rụng Trắng. Anh nói thương em từ những ngày đầu đi nhập ngũ, tưởng anh nói đùa cứ vậy rồi thôi, không ngờ hãy subscribe
bồn dần xung sắc như xưa, tình em chúng thì đợi chờ bóng bồn bồn chẳng thay tóc em màu xanh. Dạ một phương xin chân thành cảm ơn rất nhiều rất nhiều ạ. Chút xíu là chị Kim Loan có quà tặng lại cho khách và nhất là nghệ sĩ. Bây giờ là chút xíu có quà tặng lại. Nay anh lập dạ. Không khỏe không? Dạ anh chồng thôi. Nhà dạ. Dạ dạ. Chị Kim mới gọi qua. Chị mua 2 bốn rồi. Bao nhiêu tiền thì mình sẽ ủng hộ cho chị Bảy ơi. Em xíu tôi vừa lại em sẽ nói nó là tổ chức chương trình là tại tổ chức trường nó về sức tâm lên của mình. Bán vé bao nhiêu chi phí cho mấy em nghệ sĩ còn nhiêu?